Trước đây thì chúng ta đã từng review những dàn máy có mức giá từ 12 triệu đồng đến 18 triệu đồng. Đây đều là những chiếc máy có tiềm năng rất lớn khi hiện tại không một tựa game online phổ thông nào có thể làm khó được chúng. Tuy nhiên, đối với những game thủ chơi những tựa game đơn giản như là Đấu trường chân lý hay Dota Underlord thì những sức mạnh mà những chiếc máy này mang lại là hơi thừa thãi. Các bạn cần có một dàn máy có cấu hình vừa đủ với mức giá đầu tư hợp lý hơn. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc PC Gaming Lion mã hiệu 001 mà mình đang có ngay ở đây. Đây là chiếc PC Gaming lắp sẵn có mức giá hấp dẫn nhất trong dàn sản phẩm của Hà Nội Router. Với hơn 8 triệu đồng thì các bạn sẽ có CPU Intel Pentium Gold G5400, board mạch chủ H310, 8GB RAM và chiếc card đồ họa RX570 4GB. Hoàn toàn là những linh kiện đã quá quen thuộc với hiệu năng đã được minh chứng qua thời gian. Có thể nhiều người sẽ nói rằng là giờ này còn sử dụng CPU 2x4 luồng của Intel hay là RAM 8GB đã là lỗi thời, hoặc đơn giản là chỉ cần sử dụng chiếc Ryzen 3 có tích hợp nhân đồ họa của AMD thì sẽ kinh tế hơn, vân vân và vân vân. Thế nhưng một chiếc máy để chơi game, kể cả là chỉ để chơi những cái game nhẹ nhàng như Underlord hay Đấu trường chân lý thôi thì vẫn cần đáp ứng những nhu cầu tối thiểu. Cấu hình mà các nhà làm game đưa ra là một chuyện, còn thực tế trải nghiệm như thế nào là một vấn đề hoàn toàn khác. Thế nên ngày hôm nay để chứng minh cho điều này thì mình cũng sẽ lấy ra một cấu hình có sử dụng CPU Ryzen 3 2200G, không cào đồ họa rời, 4GB RAM, để xem là với một cấu hình mà trên lý thuyết là vừa đủ để chơi những tựa game như thế này thì nó có hoàn toàn giúp các bạn có được những trải nghiệm thực sự tốt hay không. Nhắc đến trải nghiệm thì không thể không nhắc đến những thiết bị ngoại vi. Với chiếc Lion 001, khi chọn phương án lấy toàn bộ 3 gói quà tặng thì các bạn sẽ được tặng kèm một bộ ghi hoàn chỉnh bao gồm chuột Logitech G102, bàn phím DU EK87S, tai nghe Zigbee ZH6 và pad chuột SteelSeries QCK Mini. Dẫu các cách chơi cực kỳ đơn giản nhưng mình tin chắc rằng sẽ chẳng có ai muốn có bất kỳ sai lầm nào trong từng thao tác kéo thả tướng của mình. Thế nên là bộ ghi này chắc chắn sẽ là một cái công cụ cực kỳ hữu ích giúp các bạn khẳng định trình độ của mình. Về bề ngoài cũng là một yếu tố để làm nên bộ máy chơi game. Chiếc PC Lion có bộ vỏ Zazavu 12 Plus. Các bạn đã từng thấy chiếc vỏ này trong video nói về cấu hình lắp sẵn 12 triệu. Nó có một thiết kế đẹp, chức năng vừa đủ và quan trọng là mức giá dễ chịu. Khi so sánh với một chiếc PC mang phong cách văn phòng ở bên cạnh thì chỉ cần nhìn vào thôi thì cảm ứng của các bạn đã hoàn toàn rất khác. Một bên mang tính giải trí vui vẻ, còn một bên lại quá đơn giản. Tất nhiên khái niệm về cái đẹp tùy thuộc vào mỗi người, nên các bạn thích phong cách nào thì hãy để cho mình biết nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với bài kiểm tra hiệu năng. Như chủ đề đang nói chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ tập trung chủ yếu test hai tựa game, đó là Đấu trường chân lý và Dota Underlord, để xem là với một cấu hình lý tưởng và một cấu hình vừa đủ thì mọi thứ sẽ khác biệt nhau như thế nào. Chúng ta vẫn sẽ có một màn hình Full HD, bản Windows là 1909 cũng như driver card đồ họa là mới nhất cho cả hai dàn máy. Đầu tiên thì hãy đến với bộ máy Lion. Ở trong Đấu trường chân lý thì các bạn sẽ có số khung hình trên dây rất ổn định từ 87 đến xấp xỉ 100. Còn trong Dota Underlord thì con số này còn cao hơn, trung bình lên đến 151. Với 8GB RAM thì các bạn hoàn toàn có thể vừa chơi vừa mở thêm 1-2 tab Chrome để lướt web hoặc nghe nhạc tùy thích. Và có vẻ như hai tựa game này quá nhẹ nhàng nên mình đã thử cài thêm cả GTA 5 vào để chấm điểm xem như thế nào. Kết quả với setting mặc định mà GTA 5 tự động bật thì số khung hình lên đến 138, hoàn toàn đủ để các bạn tung hoành. Cần phải nói là mặc dù đã ra mắt được đến 5 năm nhưng hiện tại GTA 5 vẫn là một trong những tựa game có đồ họa đỉnh nhất ở thời điểm hiện tại. Thế nên đây là một điểm cộng rất lớn cho dàn máy khi không lấy quà chỉ có giá 8.399.000 đồng này. Chuyển sang bộ máy sử dụng giải pháp card đồ họa tích hợp, cụ thể ở đây là chiếc Ryzen 3 2200G. Khi chơi hai tựa game đánh cờ, chúng ta chỉ có mức khung hình trên dây rơi vào khoảng từ 40 đến 50. Đó là trong bối cảnh các quân cờ chơi vào combat. Còn khi có giao tranh xảy ra thì hiện tượng khựng hình diễn ra thường xuyên. Số khung hình có khi giảm xuống chỉ còn 25. Nói chung là nếu cố thì vẫn có thể chơi được, nhưng không được thoải mái mà thôi. Theo ý kiến của mình thì nguyên nhân là do sự tối ưu hóa mà các nhà làm game dành cho nhân đồ họa Vega trong những chiếc CPU Ryzen 3 là chơi được tốt, chứ không phải thông số của chúng yếu kém. Giải pháp duy nhất để chiếc máy Ryzen của chúng ta ở đây có thể bắt kịp với cấu hình Lion về mặt hiệu năng, đó chính là nâng cấp thêm cho nó một chiếc card đồ họa. Khả dĩ nhất ở đây là chiếc RX 574GB và thêm một thanh RAM 4GB nữa. Tuy nhiên khi đó số tiền đầu tư của các bạn đã không còn là hơn 5 triệu nữa rồi mà tăng lên khá nhiều. Đó là điều chúng ta buộc phải chấp nhận, và lựa chọn cuối cùng thì vẫn thuộc về các bạn. Như vậy là mình vừa đưa ra hai lựa chọn mua PC gaming giá rẻ dành cho các game thủ đánh cờ ở trong dịp Tết này. Với một cấu hình hợp lý và một số quà tặng đi kèm thì mình tin rằng là chiếc PC gaming Lion sẽ chiếm được nhiều cảm tình hơn. Tuy nhiên thì bạn nào vẫn đang muốn dành sự quan tâm cũng như là sự tin tưởng cho các CPU AMD Ryzen thì vẫn hoàn toàn có thể xây dựng những cấu hình như thế này. Vậy lựa chọn của các bạn là gì? Các bạn hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.